Hello, xin chào tất cả quý vị các bạn đã đến với kênh channel Bá Sơn Beatbox. Quý vị các bạn yêu quý mình nhớ bấm like, subscribe và chia sẻ video này nha. Không dài dòng nữa, chúng ta sẽ cùng nhau test review về dòng lo đôi nha. Tiso 6213 ở video trước thì các bạn đã xem dòng lo Tiso 6013 cũng khá là bá đạo rồi đúng không ạ? Cái này là dòng 6213 cũng mới vừa về luôn nha. Về các cái dòng đó về cùng lúc với cái dòng 6013 nha. Cái này là Tiso 6213 lo đôi nha. Lo đôi giá khá là tốt. Giá thì xin sẽ cập nhật ở tựa đề của video này nha. Hai số hotline 0915486462, 0962809867 là cập nhật ở trên tựa đề luôn. Mọi thắc mắc đóng góp mình vui lòng comment ở bên dưới video này nha. Này là lần đầu tiên Sơn bóc tin, có gì sai sót mong bỏ qua. Quá ngạc nhiên luôn quý vị các bạn ơi. Đây, lo chúng ta quá là đẹp luôn. Lung linh. Quá đẹp. Thích thật. Đây, ở ngoài là vỏ gỗ. Nó có ốp một lớp da bên ngoài. Đủ thứ màu sắc nè. Cái chép màu đỏ, màu xanh, lá cây, ọc chuối nè. Xanh dương nó đủ thứ màu luôn ha. Lo cũng là 7 màu. Giống như có một cách giống như thể thao lính rồi quá. Quá đạo. Kích thước của chúng ta nha, model là Tiso 6213 nha. Kích thước của chúng ta là trọng lượng thì nhà sản xuất không công bố. Kích thước là 42,5 x 27,5 x 44,5. Lưu ý nha, xin nhắc lại là 42,5 x 27,5 x 44,5 là kích thước của chúng ta. Tiso B6213 Passion Beatbox. Nhớ subscribe kênh em nha. Không còn gì hơn, chúng ta về di chuyển cái thùng qua bên đó. Lo này chúng ta xài cắm điện trực tiếp nha, lo đôi. Một cái lo chính là bass chép chúng ta, bass chép nhạc, bass chép mic, bass chép của nhạc và tiếng mic, tiếng echo, tiếng nhạc tổng chúng ta chỉnh bên cái lo bên đây. Em quay ngược. Còn cái lo bên đây là mình đấu thêm vô. Đây chúng ta sẽ có một cọng dây đấu vô phía sau. Phía sau nó có cái chỗ mà để hai cái chỗ mà giống như đấu bình vậy nè. Mình đấu cái lo vô đây được luôn nha. Đây. Rất là dễ. Giờ sẽ đấu cho anh chị xem nha. Đấu theo màu của nó. Đây màu đỏ, đấu theo màu đỏ. Màu đen, đấu theo màu đen. Đấy. Khá là dễ sử dụng. Audio input là cách nối TV nè. Đây có cái anten nè. Đây là công tắc nguồn nè. Nhưng mà mình cắm điện nha. Tên Bluetooth nó là HUG. HUG là chữ trên đây nè. Tên Bluetooth nó nha. Quá đẹp. Rồi, em sẽ di chuyển cái lo qua đây để cắm điện nha. Test review cho anh chị cho dễ nha. Xin mời anh chị quý vị các bạn qua đây. Rồi. Sẽ cắm điện nha. Hôm trước test cái Tiso 6013 quá là ngạc nhiên, cái lo nó chống hú. Cái mic nó không hề hú một tí nào luôn. Để trước màn lo nhưng mà không hú luôn nha. Còn cái lo này chúng ta sẽ thử kết quả thế nào. Bát chép của cái lo 6013 là rất là ok luôn, còn cái này là 6023 em cũng chưa biết. 6023 thì có phần nó vẽ nó lung linh, nó đẹp hơn. Để trang trí cho cái cho nó đẹp. Đây là micro có dây nha, anh chị nào muốn xài micro không dây thì mình mua thêm bên em một cặp. Cặp này là 800.000, 799.000, có nhiều loại lắm nha, có bán lẻ cũng có, bán lẻ một cái là loại khác nha. Các hướng dẫn xin phép để vô phòng của mình ha. Ta sẽ bật công tắc nguồn lên. Quẩy. Input. Audio input. Đây là em sẽ test thử USB trước nha. Có khe cắm thẻ nhớ này, USB nhắm tiếng chúng ta review gần ha, quay gần ha. Đây. Âm lượng tổng, âm lượng của nhạc. Đây là echo, tiếng vang của mic nè. Âm lượng của mic nè, tiếng bass nè, chép nè, bass chép của nhạc nha. Cái này là có các chế độ qua bài, tạm ngưng, có đèn led nè, đèn led báo sạc nha. Cũng này cũng qua bài luôn. Cái input là chuyển đổi chế độ Bluetooth FM. Bluetooth mode. Đó, Bluetooth đó. FM tuner. Là FM nha. Bắt. Bây giờ em sẽ chỉ anh chị cách dò đài, nếu mà mình dò hoài không ra. Thông thường anh chị sẽ bấm cái nút qua lại bài hát không? Đây. Thấy không?
Hiện người dân đang rất mong chờ những động thái quyết liệt của cơ quan chức năng để chấm dứt hậu quả. Đây, thì mình bấm cái nút power nè, đây, nút play power này mình bấm nó dò tự động. Sau đó mình bấm nó ngưng lại, nó mình sẽ dò nha. Là FM của chúng ta nha, tùy thời điểm nó có đài hay không thì chuyển sang Bluetooth nha. Bluetooth mode. À, em cắm USB trước đi. Tắt USB trước. Music. Qua hai đo hai lo luôn nha. Nè, anh chị nhìn cái đèn led là sẽ biết âm thanh nó đang ở hai lo. Lúc mà bắt nhạc lớn đèn led nó sẽ chớp. Đây. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có dấu hiệu là micro của chúng ta nó đang bị lẫm. Em đổi sang cọng dây bên đây nha. Đổi sang cái mic bên đây. Đây, dấu hiệu cái mic kia nó bị lẫm. Alo, 1, 2, 3, 4. Cái này mới là 50% âm lượng với lại echo thôi nha. Echo cũng 50, bây giờ em sẽ tăng lên dần nha. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xây giấc mộng ban đầu. Khá là nhẹ luôn, rất là dễ hát, nhạc hay, cũng hay luôn, quá tuyệt vời. Piso B6213. Xây giấc mộng bắt đầu. Mất ra khá là dễ hát, rất là nhẹ, dễ hát lắm nha anh chị. Yêu người thuở mới đôi mươi, em đang độ trắng tròn. Đây, và em sẽ test thử mic không dây cho anh chị luôn nha. Lo này mình tặng kèm một mic có dây. Nếu mà anh chị nào muốn mình xài tốt hơn á, cái này là đo bộ lo đôi nha. Mình mua thêm một cặp mic bên em là 799 nha. Cặp mic đó gọi là cặp mic sần luôn nha. Em có một loại 1,5 triệu nhưng mà nó không hay bằng cái loại đó, nó là vậy đó. Không phải mắc là hay đâu anh chị. Em sẽ test thử một cặp mic đa năng này cho anh chị nha. Đây. Đây là cái cặp mic bên em. Đây, gồm hai cái nha. Một mic đực, một cái nến mic cái. Chúng ta sẽ có một cái cục phát chúng ta cắm điện vô đây. Cắm vào cái lỗ mic này. Và có cái nút công tắc on kia bên, bật lên. Alo, 1, 2. Hay hơn cái mic dây nhiều nha anh chị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9, 10. Đây là cái mic của nữ nha. Để tắt, bật lại cái mic của nam. Alo, 1, 2, mới 50% mic và 50 echo thôi nha. 3, 4. Xây giấc mộng ban đầu, yêu người thuở mới đôi mươi, em đang độ trắng tròn. Mic rất là nhẹ luôn. Cái này là một cặp mình mua thêm 799.000 nha. Cái loa thì giá em sẽ cập nhật ở tựa đề. Anh chị quý vị các bạn để ý tựa đề. Nhớ subscribe kênh Bass Beatbox nha. Ở video sau em sẽ test karaoke chi tiết cho anh chị. Và clip này em sẽ làm thử một đoạn beatbox cho anh chị nghe và anh chị cảm nhận nha. Beatbox là cái giống như là cái tài đặc biệt của người ta. Người ta thường thường người ta anh chị xem là người ta hay đi thi tìm kiếm tài năng. Dù như giả tiếng nhạc cụ ha. Chấm. Và em sẽ test thử âm bass của chiếc loa này ha. Chiếc micro này ha.